Quý vị và các bạn thân mến, mới đây trên một kênh chia sẻ video của một anh chàng người Mỹ gốc Jamaica đã cho đăng tải một video ghi lại những hình ảnh thường ngày tại một khu chợ ngoài trời ở Việt Nam. Video nhanh chóng nhận được một lượng tương tác ấn tượng và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nước ngoài. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ được bày bán ở ngoài trời. Mọi thứ đều tươi sống với rất nhiều thịt cá và rau tươi. Nhưng điều thú vị hơn cả là những người bán hàng ở đây đã thể hiện sự quan tâm và nũng nịu cháu bé mà anh chàng người Mỹ này đang ẵm ở trên lưng. Hành động nhỏ này có vẻ như là hoàn toàn bình thường đối với người Việt Nam, nhưng nó lại là điều khó hiểu và kỳ lạ đối với người Mỹ. Họ đã để lại nhiều lời nhận xét theo quan điểm và cách nhìn nhận của họ. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây admin sẽ tổng hợp lại những bình luận của video này để các bạn tiện theo dõi. Mọi người cùng xem tiếp nhé! Tôi sẽ sớm đến Việt Nam, cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn. Họ nhìn chằm chằm vì họ chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như bạn. Video tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đang tìm một đất nước để học một năm sau đại học và tôi bị thu hút đến Việt Nam vì một lý do kỳ lạ nào đó. Tôi hy vọng video của bạn thật sự hữu ích. Xin chào, tôi sẽ đến Việt Nam du lịch vào tháng 9. Như bạn nói thì đây chính là nơi tốt để ở. Ít nhất bạn không đến Campuchia, nơi người ta đối xử với người nước ngoài như xác rưởi. Tôi sống ở Việt Nam năm 2013, cuộc sống rất tốt. Sau đó tôi chuyển đến Ukraine và bị trầm cảm. Mấy ngày qua tôi say sưa xem video về những trải nghiệm của người da đen ở Việt Nam. Video của bạn là video đầu tiên khiến tôi thấy tích cực. Những video khác cũng thể hiện sự tò mò của người dân Việt Nam và cách họ chào đón chúng ta, như việc chạm vào da hoặc tóc của chúng ta. Điều này được mong đợi. Tôi đã có nhiều lần gặp tình huống không mong muốn và không thể đếm được bao nhiêu lần người lạ dám chạm vào tóc tôi mà không hỏi ý kiến trước. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận ở Hoa Kỳ. Nhưng tôi hiểu rằng Việt Nam có văn hóa riêng và mức độ tiếp xúc với người da đen có thể khác biệt. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Vì vậy, tôi đã có kế hoạch đến thăm Việt Nam trong tương lai, bởi đây là một chuyến đi mà tôi luôn mơ ước. Nếu có cơ hội quay trở lại, tôi hy vọng trải nghiệm của tôi sẽ được cải thiện. Trái tim tôi hướng về người dân Việt Nam. Ông nội tôi, một người Úc chính gốc đã chiến đấu trong chiến tranh chống Mỹ của người dân Việt Nam. Ông nói rằng ông luôn hối hận và buồn về những gì mình đã làm. Gửi tình yêu và sự kính trọng của tôi tới các bạn. Người dân Việt Nam thật ấm áp và thân thiện. Người Việt Nam yêu trẻ con và con bạn thật đáng yêu. Tôi thích vlog của bạn ở 9 phút 45. Cô ấy hỏi con trai bạn là trai hay là gái. Câu hỏi này có thể hơi nhạy cảm với con bạn, nhưng ở Việt Nam thì nó lại là điều bình thường. Một câu hỏi hồn nhiên và thể hiện sự quan tâm. Một số người phương Tây có thể không quen, nhưng ở Việt Nam họ là vậy đó. Tôi yêu thích video của bạn và vừa trở thành người đăng ký. Tôi ở Việt Nam vào tháng 5 năm 2020. Cảm ơn bạn vì những video này. Tôi tự hỏi liệu bạn đã bao giờ nghĩ đến việc mang hộp đựng hoặc túi đựng có thể tái sử dụng của riêng mình đi chợ ở Việt Nam để giảm lượng rác thải nhựa chưa? Tôi rất muốn sống ở Việt Nam một ngày sau khi tốt nghiệp ra trường. Tình yêu từ một người Mỹ đến. Tình yêu từ một người Mỹ gốc Jamaica. Người Việt Nam luôn quý mến những người bạn châu Phi thì phải. Xem video là tôi đã muốn ăn đồ ăn Việt Nam rồi, tươi ngon quá. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều, cầu xin Chúa ban phước lành cho tất cả các bạn trên hành trình tươi đẹp này. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến thăm Việt Nam thôi. Người Việt Nam đó lúc đầu muốn nói xin chào, tôi nghĩ cô ấy sẽ là một người hàng xóm tốt. Là một người Jamaica lớn lên ở Bronx và có một người bạn Việt Nam, tất cả những gì tôi có thể nói là họ là những người tuyệt vời và tôi luôn cảm thấy được chào đón tại nhiều sự kiện của người Việt tổ chức. Video hay, tôi chưa bao giờ trải qua nạn phân biệt chủng tộc ở Việt Nam. Lời khuyên, đừng sống ở khu vực người nước ngoài, hãy kết bạn với người địa phương, học vài từ và mỉm cười. Thời gian của bạn ở Việt Nam sẽ phong phú hơn rất nhiều. Tôi rất tôn trọng người Việt Nam, họ là một dân tộc không biết sợ hãi và đầy kiên trì và biết cách đối phó với những kẻ thực dân bóc lột. Việt Nam là một nơi tuyệt đẹp và tôi không thể đồng ý hơn thế. Người dân rất thân thiện và luôn chào đón mọi người. Hãy đến nơi bạn được đối xử tốt nhất. Tôi có thể cảm nhận rất nhiều tình cảm từ những người Việt Nam đang dành cho Rastaman và gia đình anh ấy và hòa bình cho người Việt Nam. $4 cho tất cả những thứ bạn cầm trên tay khi đi chợ ở đó ư? Ồ, chào gia đình. Tôi tình cờ xem được video này khi đang tìm tài liệu học tiếng Việt, nhưng tôi rất vui vì đã xem nó. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi thấy mọi người ngoài kia lan tỏa tình yêu thương trên thế giới.
Như câu chuyện này, khi tôi so sánh Việt Nam với người dân quê hương của mình, Canada, tôi thấy rằng những người thân thiện hơn hầu hết là những người nhập cư mới đến đây, như người Việt Nam, người Philippines và những người khác, chứ không phải những người Canada đã sống ở đó từ lâu. Người Việt Nam có một nền văn hóa rất thân thiện. Người Việt thật tuyệt vời. Tôi muốn chia sẻ rằng cả con người, ẩm thực, văn hóa và lịch sử của họ đều đáng để trải nghiệm. Đối với những người anh chị em của tôi đang lên kế hoạch đến đất nước tươi đẹp này, đừng quên ghé qua thành phố Hội An trước khi rời khỏi Việt Nam. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không hối hận. Thành phố này thật sự tuyệt vời, đặc biệt là vào ban đêm. Bữa ăn ngon nhất trong chuyến đi của tôi đã được thưởng thức tại một nhà hàng và trường dạy nấu ăn có tên Morning Glory. Đừng quên thử món ăn ở đó nhé, thật sự là tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội quay lại sớm để khám phá thêm. Hầu hết mọi người ở Việt Nam đều thật tuyệt vời. Tôi đã ở đây được 2 tháng và tôi cảm thấy rất an toàn. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy tiêu cực là có một số phụ huynh không tin rằng một người da đen có thể làm giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, trải nghiệm này thật sự quan trọng với tôi. Tôi vẫn đang dần lấy lại ổn định cuộc sống của mình. Tôi thật sự yêu Việt Nam. Tôi đã đến thăm đất nước này 1 tháng và sẽ quay lại trong vòng 2 tháng nữa. Tôi đang cảm nhận một tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Trong chuyến thăm này, tôi đã gặp gỡ gia đình của vợ tôi vì họ đã nhiệt tình yêu thương và chào đón tôi như thành viên trong gia đình. Tôi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ hưu và tôi đã bắt đầu lập kế hoạch để nghỉ hưu tại Việt Nam, sống trong cộng đồng để tiếp tục tìm hiểu và hiểu sâu hơn về văn hóa ở đây. Tôi hy vọng có thể biến Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi đã lớn lên ở châu Âu. Có một lần cả gia đình tôi đã đến Việt Nam để ăn Tết và chúng tôi ở đó suốt gần 1 tháng. Tôi nhớ rằng trong thời gian đó tôi đã có nhiều kết nối đặc biệt với gia đình, đặc biệt là với các anh em họ. Tôi đã trải qua những khoảnh khắc đáng quý ấy đến mức tôi cảm thấy rất muốn có gia đình và chuyển đến sống ở đây. Cảm giác ấy vẫn còn đọng mãi trong tôi. Tôi phải nhận xét khi tôi sống ở Mỹ, tôi đã làm việc với một số người Việt Nam và họ là những người làm việc chăm chỉ, rất tốt bụng, thân thiện và rất thông minh. Ngoài ra, tôi đã làm việc ở Nhật Bản và gặp những người Việt Nam và tôi nghĩ họ rất hữu ích, hiền lành và có khoảng thời gian vui vẻ với họ. 2 năm trước, tôi đã có cơ hội ở Việt Nam trong vòng 2 tuần. Đó là một trải nghiệm cá nhân rất tích cực. Tôi đã thấy rất rõ ràng, dù ở đâu, con người cũng rất nhân văn. Theo quan điểm của tôi, người Việt di cư sang Úc thường rất xuất sắc. Họ làm việc chăm chỉ, thành thạo tiếng Anh và trân trọng những cơ hội mà nước Úc mang lại. Tôi gặp một người Pháp ở Lào và cũng thấy ông ấy nói như vậy. Điều này thật thú vị, đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà anh Donny đã trải qua. Tôi có tình yêu đặc biệt đối với Việt Nam và châu Á. Tôi có 2 người bạn nữ, người Việt Nam ở Thụy Điển. Họ thật sự là những người tuyệt vời. Kế hoạch của tôi là sớm có cơ hội đến thăm Việt Nam. Tôi rất kính trọng sự kiên cường của người Việt Nam trong việc đối mặt và đánh bại siêu cường Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Người Việt không phân biệt chủng tộc mà những gì họ thể hiện chỉ là do khác biệt về văn hóa. Tôi đã sống tị nạn với người Việt khoảng 2 năm khi sang Mỹ cách đây khoảng 40 năm. Người Việt Nam là những người tuyệt vời. Một video tuyệt vời nữa, tôi đã từng sống ở Việt Nam và làm việc như một kỹ sư. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đang rất háo hức để có cơ hội ghé thăm Việt Nam một lần nữa. Xin cảm ơn vì video. Hãy tiếp tục chia sẻ. Tôi là người Jamaica đang sinh sống ở Toronto. Là người da đen và đã sống ở Đà Nẵng được gần 1 năm, sống ở Việt Nam thích lắm. Vấn đề duy nhất tôi từng gặp phải là lại xảy ra đối với những người nước ngoài khác. Tôi rất yêu Việt Nam. Tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian và cảm thấy mình sẽ dành nhiều thời gian hơn ở đó khi nghỉ hưu. Vâng, rất đúng, Việt Nam là những dân tộc thân thiện nhất và tôi rất thích khi đến đó. Người Việt Nam là những người đặc biệt thú vị, thông minh nhưng thường có phần lập dị, tốt bụng mà không sợ khó khăn, làm việc chăm chỉ và đặc biệt là đam mê đồ ăn ngon. Tôi đã sống ở Việt Nam được hơn 1 năm rưỡi, xuất thân từ Mỹ. Tôi yêu con người Việt Nam và văn hóa của họ về mọi mặt. Tôi thấy họ khiêm tốn, tôn trọng và chào đón về mọi mặt hơn những gì tôi từng làm ở Mỹ. Tôi có một cộng đồng lớn bạn bè người nước ngoài với mọi thành phần và sắc tộc rất đa dạng. Tôi chưa gặp một người nào có suy nghĩ rằng họ giỏi hơn người Việt Nam. Việt Nam là một trong những dân tộc duy nhất trên thế giới không chỉ đã đánh bại đế quốc Mông Cổ vĩ đại một lần mà thậm chí còn đã chiến thắng quân Mông Cổ đến 3 lần và trải qua 3 lần đầy đọa chúng khiến chúng phải rời khỏi mảnh đất Việt Nam 3 lần. Chủng tộc, chủ nghĩa chiến tranh, tư tưởng, bản sắc. Hầu hết người Việt Nam đều coi những điều đó là nhảm nhí. Tâm hồn người Việt rất thực tế, không bị điều khiển bởi những điều nhảm nhí đó. Nếu bạn sạch sẽ, khá giả, giàu có, hiểu biết,
thì họ tôn trọng bạn và bao dung nếu bạn có những khuyến khiếp nhỏ, miễn là bạn không gây hại cho ai, họ không phải là người mỏng manh hay dễ bị kích động bởi một số hành vi trẻ con tự mãn, thư giãn đi. Việt Nam là một đất nước dễ chịu, thật sự thú vị và thân thiện với tất cả mọi người, đặc biệt là với bạn da đen, mong rằng tương lai họ đừng phân biệt đối xử như ở Mỹ. Tôi nghe nói rằng Việt Nam rất thân thiện với Anh. Tôi thuộc chủng tộc hỗn hợp, tôi yêu Việt Nam, tôi cảm thấy ở nhà và sẽ sống ở đó bất cứ lúc nào. Mặc dù hiện tại tôi đang ở Trung Quốc, câu chuyện khác về vấn đề này là một số người ở đây có thể nghĩ rằng phân biệt chủng tộc là điều bình thường, nhưng đó không phải là sự phân biệt chủng tộc mà bạn thường thấy ở các nước phương Tây. Thay vào đó, đó chỉ là sự căm ghét về sự đa dạng. Nó thể hiện nhiều hơn là việc xúc phạm hoặc tin vào những khuôn mẫu, và điều này không chỉ áp dụng cho những người không phải là da trắng. Lý do chính khiến người Việt tôn trọng hay thích người da đen là vì võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali, người đã gây chú ý khắp thế giới. Khi từ chối chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, với câu nói, tôi không đi nửa vòng trái đất để sát cánh cùng với người da trắng, tôi sẽ không đến đó để chiến đấu chống lại những người da nâu tội nghiệp ở Việt Nam, và cũng chưa có người Việt Nam nào gọi tôi là mọi đen cả. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những gì mà cộng đồng mạng nói khi thấy cảnh họp chợ của Việt Nam. Còn bây giờ, video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé.